Comment từ bạn Lộc Nguyễn: sao chị lại không làm về đá quý? Bạn Diệp Phạm: chị làm về top những viên kim cương đá quý đắt nhất trên thế giới đi ạ. Mọi người đã yêu cầu nhiều như vậy thì tất nhiên là làm rồi, bởi có vô vàn những bí ẩn ly kỳ thú vị xoay quanh viên đá quý sắp được bật mí sau đây, như là người ta đã khai thác đá quý như thế nào, đâu là những viên đá quý đắt đỏ hơn cả kim cương, và bí ẩn về chuyện đeo những viên đá hồ ly hay đá mặt bản Phật có thực sự đem lại may mắn và tài lộc như lời đồn hay không. Để giải đáp toàn bộ những câu hỏi và thắc mắc đó, ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá 6 bí ẩn ly kỳ và thú vị về đá quý. Đầu tiên chúng ta hãy cùng giải đáp đá quý là gì. Forever Blinks có comment: hồi nhỏ cứ tưởng thủy tinh là pha lê hay đá quý cơ. Ê giời ơi, chết, nhầm lẫn thế này là toang đấy nha. Và dành cho những bạn nào chưa biết thì đá quý chính là thuật ngữ chung để chỉ những khoáng vật hiếm có được tìm thấy sau hàng ngàn năm biến đổi địa chất. Nói một cách dễ hiểu thì sau những trận phong ba bão táp, lũ lụt, hạn hán hay là cuồng phong ngầm trong vỏ trái đất thì hầu hết mọi vật đều thành tro bụi, khó giữ được hình dáng và tính chất đặc trưng, thậm chí là tuyệt chủng, bay màu khỏi thế giới. Ấy vậy mà lại có những loại đá vô cùng lì lợm, tồn tại sâu trong đất đá tới cả hàng nghìn, hàng triệu năm với những màu sắc lung linh, lấp lánh, độc đáo lạ mắt cùng với độ cứng không phải dạng vừa. Và chúng ta gọi chúng là đá quý, một món quà mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái tặng cho nhân loại. Trong đó, các loại đá quý lâu đời được hình thành trên trái đất đó là Zircon với tuổi thọ lên tới 4,4 tỷ năm. Thế nhưng quen thuộc và nổi tiếng nhất ngày nay thì phải gọi tên kim cương, đá ruby, đá cẩm thạch, đá hổ phách, đá thạch anh, đá sapphire, đá ngọc bảo lục vân vân. Ui, nhìn loại nào cũng lung linh đẹp mê ly. Vậy thì không biết cách thức để khai thác những loại đá này có khó hay không? Chúng mình hãy cùng lên đồ đi khám phá nha. Thứ hai, cách khai thác đá quý trong tự nhiên. Nếu bạn là một fan cứng của Kính Lúc TV và đã từng xem qua video 8 bí ẩn ly kỳ và thú vị về kim cương thì ắt hẳn còn nhớ thủ lĩnh của những loại đá quý này đều rất khó khai thác, và nhìn chung tất cả họ hàng hang hốc của các loại đá quý đều rất khó khai thác như vậy, bởi việc tìm và phát hiện đã vô cùng khó khăn, đến khi khai thác còn khó khăn hơn gấp bội, phải thật cẩn thận, khéo léo và đôi khi cần phải đòi hỏi kỹ thuật cao để làm sao có thể giữ nguyên được về hình thù cho viên đá. Ngày nay thì với rất nhiều những loại máy móc hiện đại cùng với đôi bàn tay của con người thì việc khai thác có thể đạt tới 90% sự chuẩn xác. Với các loại máy cắt bằng laser, bằng tia nước thì sẽ là nguồn chính để việc khai thác trở nên dễ dàng hơn so với việc mà con người sử dụng bằng tay để có thể đào chúng. Và bật mí thêm cho các bạn một chi tiết thú vị là ngày nay, nếu muốn tự thân vận động tìm ra một viên đá quý cho riêng mình thì bạn có thể đến Miến Điện, vương quốc của ngọc và đá quý, với hơn 1.000 mỏ khai thác đá quý ở Móc Cốc, Miến Điện. Và đây cũng là quốc gia sản xuất lượng hồng ngọc chiếm tới hơn 80% trên thế giới. Bên cạnh đó, Brazil cũng tự hào là quốc gia chứa đầy đá quý và đồng thời cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất đá topaz được màu xanh tự nhiên. Tuy nhiên, số lượng đông đảo thôi chưa đủ. Nghe quốc gia nào mà sở hữu được những viên đá siêu cấp VIP Pro vũ trụ sau đây thì mới là đỉnh của đỉnh đây này. Thứ ba, top những loại đá quý đắt hơn cả kim cương, tỷ phú cũng khó mà mua được. Nhắc tới đá quý, chắc chắn chúng ta sẽ vốt ngay cho kim cương là loại đá quý quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Thế nhưng, hẳn bạn đã từng nghe câu, núi cao còn có núi cao hơn. Và những loại đá quý giá trị sau đây chính là một điển hình. Đầu tiên, đó là loại đá quý hiếm có bậc nhất trên thế giới, ngọc Bích Jadeite. Nhờ vào tính chất có thể đổi từ sắc lam sang đỏ hoặc ngược lại, thì loại đá này được người ta ưu ái gọi với cái tên là phỉ thúy và từng được giao bán với mức giá kỷ lục cho một món đồ trang sức bao gồm 25 viên ngọc có đường kính 0,5mm có giá lên tới 9,3 triệu đô la, tương đương với 218 tỷ đồng. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, nó còn được bán với giá mức đắt hơn cả kim cương là hơn 3 triệu đô cho một carat, tức là gần 70 tỷ đồng các bạn ạ. Vị chi là một cái lắc tay hay là hoa tai thôi cũng ngang ngửa căn biệt thự xịn sò con bò rồi. Và một loại đá quý cũng đáng chú ý không kém đó chính là khối ngọc Aquamarine lớn nhất trên thế giới, hay còn gọi là ngọc của biển có tên là Dom Pedro, hiện được trưng bày vĩnh viễn tại Washington với hình dáng ngọn tháp màu xanh dương bắt mắt. Pha với màu xanh lá hot chen, khối đá quý dài 35,5cm và nặng 10,363 carat này có giá trị lên tới 10 triệu đô la, tương đương với 230 tỷ Việt Nam đồng. Đắt đỏ không kém thì chính là viên đá Paraiba Tourmaline lớn nhất trên thế giới, có tên là Ethereal Carolina Divine, với trọng lượng gần 192 carat,
cùng với màu sắc nổi bật pha trộn giữa xanh lam và xanh lá rực rỡ đến từ vùng Paraiba của Brazil với giá trị vào khoảng 25 cho đến 125 triệu đô, tương đương với 574 tỷ cho đến 2.872 tỷ đồng. Đỉnh của chóp hơn nữa, đó chính là viên dạ minh châu lớn nhất trên thế giới tại Trung Quốc cũng có giá trị vô cùng lớn, lên tới hơn 300 triệu đô la, tương đương với 6.894 tỷ Việt Nam đồng. Từ xa xưa, nó là một món bảo vật quý hiếm, thường xuất hiện trong hoàng cung vào thời cổ đại hàng nghìn năm trước. Ví dụ như trong câu chuyện Từ Hy Thái Hậu đã ngậm một viên dạ minh châu trị giá lên tới 800 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 3.000 tỷ đồng trong miệng sau khi bà chết. Và ngay cả khi bà nhắm mắt xuôi tay, vẫn không đành lòng bỏ cuộc, và điều này cho thấy dạ minh châu có giá trị quý tới mức độ nào. Tuy nhiên, cái chùm đắt đỏ nhất thì phải gọi tên Ngọc Bảo Lục Guinness Emerald, được phát hiện tại mỏ Cortez ở Colombia với kích thước siêu khủng lên tới 1.759 carats cùng với giá trị không phải dạng vừa đâu, lên tới 500 triệu đô la, tương đương với gần 12.000 tỷ đồng. Viên đá quý to đến mức nó có thể lọt vào sách kỷ lục Guinness và hiện nó đang được trưng bày tại Banco Nacional de la República ở Bogotá, Colombia. Khiếp thật sự, nghe cái giá đang muốn ngất ngang ngất dọc rồi. Và đã bạn nào được tận mắt chứng kiến hay là được sờ vào những viên đá kể trên rồi hay chưa thì comment xuống phần bình luận nha. Và các bạn biết không, trái ngược với những viên đá vạn người mê kể trên thì sau đây là những viên đá có trò tiền cũng không ai dám sở hữu. Thứ tư, ám ảnh trước những viên đá quý dính lời nguyền đáng sợ. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay, các loại đá quý luôn được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ và mang lại chất lượng. Nhất là các loại đá, càng hiếm thì lại càng được yêu thích và được giới đại gia hết mực săn lùng. Tuy nhiên, đá quý cũng có loại this, loại that. Có những viên đá mặc dù giá trị rất cao, nhưng có cho không cũng không ai dám dùng. Điển hình như viên kim cương Koh-i-noor, một trong những viên kim cương đẹp nhất trên thế giới, gắn lên vương miện dành cho các nữ hoàng Anh, đã có một lời nguyền cho rằng bất cứ người đàn ông nào mang viên kim cương này thì đều có một kết cục bi thảm. Chỉ có thượng đế hoặc những người phụ nữ mới có thể mang nó mà không bị trừng phạt. Thực tế, lời nguyền ấy thực sự đã ứng nghiệm khi vào thế kỷ thứ 16, hoàng đế Mukha đầu tiên là Babur, từng là chủ nhân của Koh-i-noor, đã bị trục xuất khỏi vương quốc và phải sống lưu vong. Người kế vị Babur là Shah Jahan, sau đó đã đặt viên siêu kim cương này lên chiếc ngai vàng chim công tại triều đình và cái kết là bị chính con trai ông giam giữ vào cuối đời. Kinh hoàng hơn là tiểu vương Dulip Shah sau khi tận tay chiếu cống Koh-i-noor cho người Anh với khoản trợ cấp kếch xù 50.000 bảng Anh một năm, tương đương với 1,4 tỷ đồng, nhưng rồi cũng phải chết trong cảnh nghèo đói giữa thủ đô Paris hoa lệ vào năm 1893. Đến nay thì viên siêu kim cương Koh-i-noor thuộc quyền sở hữu của cố nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và tuyệt nhiên không ai dám bén mảng tới nơi nó được giữ nữa. Quỷ dị không kém thì chính là viên thạch anh tím Delhi từng được mang tới Anh bởi một đại tá kỵ binh người Bengal W. Ferris với sức mạnh khiến cho bất cứ ai sở hữu cũng phải táng ra bại sản, sức khỏe thì suy sụp, bệnh tật đầy người, ca sĩ sở hữu thì mất giọng hát và không thể hát nữa. Eo ôi, nghe mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Và tương tự thì tại Ấn Độ cũng xuất hiện một viên kim cương mang bao tai ương, đó chính là viên kim cương Hope, dịch ra thì có nghĩa là hy vọng. Nhưng trái ngược với cái tên của nó, viên kim cương này lại đem đến sự tuyệt vọng tột độ cho những ai sở hữu. Khi vào thế kỷ thứ 17, nó đã được tìm thấy tại mỏ Gani Kolu thuộc vương quốc Golconda, Ấn Độ, đã được gắn trên bức tượng của nữ thần Sita linh thiêng của người Hindu, từng dính lời nguyền chết chóc nếu bất cứ ai lấy nó ra khỏi bức tượng. Bất kể đó có là hoàng hậu Marie Antoinette, khi vừa sở hữu viên kim cương thì tai họa ập xuống khiến cho cả nhà vua lẫn hoàng hậu đều mất đầu dưới mái chém của quân cách mạng. Năm 1902 thì nhà buôn kim hoàng Simon Frankel đã mua hy vọng từ bộ sưu tập đá quý của một quý tộc danh giá người Anh và ngay sau đó ông đã gặp rất nhiều những khó khăn về tài chính. Đến năm 1908, quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ Abdul Hamid mua lại hy vọng, nhưng mà chỉ một năm sau đó thì ông đã bị phế truất khỏi ngai vàng trong một cuộc đảo chính năm 1909. Và đến năm 1911, viên kim cương thuộc quyền sở hữu của bà Evelyn Walsh MacLean và từ đó thì bà liên tiếp gặp phải những tai họa khủng khiếp, từ con trai gặp tai nạn ô tô qua đời, ly dị chồng cho đến con gái chết vì sốc thuốc. Và cuối cùng thì hy vọng được ông Harry Washington mua lại sau 9 năm thì hiến tặng cho bảo tàng Smithsonian và kết thúc chuỗi ngày ám ảnh. Uầy, toàn là những viên đá đẹp long lanh lấp lánh mà bị ám ảnh thế này thì thôi, có cho thêm tiền cũng không ai lấy thật. À mà đố các bạn, nếu mà muốn mua đá quý hàng real, chuẩn xịn nhưng mà giá lại phải rẻ thì chúng ta phải tìm ở đâu đây? Hãy cùng ghé ngay những khu chợ đá quý siêu đỉnh sau đây để cùng khám phá nhé!
Thứ 5, bất ngờ trước những khu chợ ngập tràn đá quý. Cái tên đầu tiên mà mình muốn kể đến chính là chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái. Ở đây có anh em nào quê Yên Bái thì comment xác nhận ngay nha. Được biết, nơi đây được xem là thủ phủ đá quý lớn nhất Việt Nam với các phiên họp đều đặn vào các ngày trong tuần. Những phiên chợ thì chỉ diễn ra khoảng 3 đến 4 tiếng buổi sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Chính vì vậy mà nếu bạn muốn ghé thăm khu chợ đá quý Lục Yên thì hãy nhớ canh thời gian nha. Mặc dù là chợ nhưng mà không khí mua bán lại vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, không hề có cảnh tranh giành hay cãi cọ để giữ khách. Các sản phẩm được bày bán gọn gàng, công khai ngay trên mặt bàn mà không cần bất cứ phương pháp bảo vệ gì. Nói chung là tin tưởng nhau là chính. Bên cạnh đó, tại đây khách có thể thoải mái chạm vào các sản phẩm để xem xét, mặc cả. Không thích có thể sang hàng bên cạnh mua mà không sợ bị lừa nguýt, cào nhau như một số khu chợ nào đó giữa lòng thủ đô. Xịn sò hơn thì chúng ta cùng đến với khu chợ xa xỉ toàn kim cương là kim cương ở Mahihapura phía tây Ấn Độ. Được biết, Mahihapura không phải là nơi sở hữu các mỏ kim cương khổng lồ, nhưng đây là nơi chế tác kim cương số 1 thế giới. Thậm chí, những viên đá quý trưng bày trong các tủ kính lấp lánh, kiêu sa với giá trị có thể lên tới cả triệu đô, nhưng đa phần vẫn từ xuất xứ của các khu chợ này mà ra. Theo thống kê, có khoảng 92% những viên đá kim cương cao cấp toàn thế giới từng được qua tay những người thợ chế tác ở đây, và mỗi ngày sẽ có khoảng 3.000 người tới đây để đánh bóng kim cương và sau đó xuất khẩu đi sang nhiều thị trường kim cương lớn thế giới như là Mỹ, Hồng Kông hay là Singapore vân vân. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo an ninh tại đây vẫn chưa được đảm bảo nên là đôi khi những viên kim cương phi pháp vẫn có thể được giao dịch. Thế mới bảo mua gì làm gì cũng phải cẩn thận nha, chứ không là dễ ăn những cú lừa như những trường hợp sau đây lắm đấy. Thứ 6, những cú lừa và những cấm kỵ khi sử dụng đá quý. Các bạn ạ, nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm triệu năm, các loại đá quý được hấp thụ tinh hoa trời đất và tiềm ẩn nguồn vượng khí linh thiêng rất lớn. Do đó, không ít người đã coi như là vật báu, có thể mang lại vật may, danh lợi hay thậm chí là chữa được cả bệnh tật. Và đó được coi là những loại đá phong thủy quan trọng trong cuộc sống. Vậy thì liệu trang sức đá quý có quyền năng như người ta tưởng? Thực tế là ngày nay, không khó để bắt gặp các chị em sắm sửa vòng nhẫn đá tỷ hưu để thu hút tài lộc, vòng nhẫn hồ ly chín đuôi để giảm nỗi lo chồng, người yêu có con hồ ly khác bên cạnh phá vỡ gia đình mình, hay thậm chí nhiều người còn đua nhau mua tượng đá hình mặt Phật để mong cầu bình an, may mắn sẽ đến mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng các bạn cần phải nhớ, nếu mọi vấn đề mà đều giải quyết được qua mấy viên đá thì cả thiên hạ này không có người nghèo, người khổ rồi. Chưa kể, hồ ly chín đuôi bản chất là chúng rất gian xảo và nghiện ăn đồ tươi sống. Mà nếu bạn nào đã xem video bí ẩn về hồ ly thì các bạn cũng phải biết rằng nó chẳng hề tốt đẹp gì. Một ví dụ điển hình như là Đát Kỷ, vốn là con gái của Ký Châu Hầu Tô Hộ, bị hồ ly chín đuôi nhập xác nên mới trở nên dâm loạn xảo quyệt, mê hoặc trụ vương, làm ra những chuyện bại hoại hung tàn, nhân dân lầm than khổ cực muôn phần. Một loài động vật đáng sợ như vậy, thử hỏi khi đeo bên người liệu có mang lại hạnh phúc hay chúng chỉ càng khiến cho con người trở nên thị phi và xảo quyệt như chúng. Còn về đức tượng Phật bằng đá hay này kia, được quảng cáo là đeo vào thì may mắn ầm ầm, đánh bay bệnh tật hay là như được Phật ở bên bảo hộ mình. Kết quả hiệu nghiệm như thế nào mình chưa dám khẳng định, nhưng xét về vai vế, chúng ta đều phải hiểu rằng Đức Phật là bậc Đức Thế Tôn được người người nhà nhà kính trọng, mà tạc tượng, tạc tranh hay thờ cúng ở những nơi đình chùa, thờ tự hoặc nếu ở trong nhà thì chúng ta cũng đều đặt ở những vị trí cao, những nơi sạch sẽ tôn nghiêm. Thế mà nay, người ta lại mang hình hài của Ngài đeo lên người, rồi thì mùi hôi, mùi cơ thể, rồi thì mùi hôi nách, đồ ăn thức uống hàng ngày chúng ta tiếp xúc vào, các thứ, thì đây chẳng phải là một sự bất kính rất lớn hay sao? Và thực tế, theo nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Hoa Hà Nội, những trào lưu đua nhau sử dụng trang sức đá quý tỳ hưu, cóc ba chân hay là hồ ly các thứ hầu hết đều xuất phát từ những mong cầu và quan niệm vô căn cứ, chủ yếu là đến từ lòng tham của con người là nhiều mà thôi. Vậy nên, nếu các bạn tin vào thần Phật, thì các bạn hãy cứ sống theo luật nhân quả, hãy không ngừng tu dưỡng bản thân, tích đức hành thiện, sống tốt lành, tử tế, thì chẳng cần cầu mong, mọi phúc lành, bình an, tình yêu, hạnh phúc, tài lộc tự khắc sẽ đến với bạn. Bởi chỉ cần ta sống thiện lương, thì trời xanh tự khắc có an bài. Và ngoài ra, có một điều mà các bạn cần chú ý khi mua đá phong thủy về trang trí hay là làm trang sức, thì cũng hãy lựa chọn những cơ sở uy tín, có bảo hành về chất lượng. Bởi hiện giờ, đá quý thật, đá quý giả cứ lẫn lộn cả lên, nên là để tránh mua phải hàng dởm thì hãy cẩn thận cho chắc, kẻo tiền mất tật mang.
Ui các bạn ơi, không thể tin được rằng là đá quý nó lại quý giá và có vô vàn những loại đá đặc biệt đến như vậy đấy. Và không biết là ở đây có bạn nào đang sở hữu cho mình một đồ vật trang sức bằng đá quý hay chưa? Thì hãy để lại comment chia sẻ và bày tỏ quan điểm xuống phần bình luận nha. Và nếu như thấy video này hay, hữu ích thì đừng quên share video cũng như là đăng ký kênh để luôn đồng hành và ủng hộ Kính Lúp TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.